Mai mua giấy coi. Cái bà bán giấy đâu mất tiêu rồi, mất đi rồi lại bán giấy. Bỏ giấy đây đi. Ừ, coi nó nào. Ừ. Đúng không? Mới mấy ngày nó lạ đó không? Con này cũng chết luôn á. Nó bóp đầu chết luôn á. Ừ. Ừ. Mà cho con đừng đá Ngân ơi. Ngon rồi. Giờ mẹ ơi, mẹ xả cái khăn. Chả có khăn mà lau mình nữa. Lớn lên xấu quắc à Ngân ơi. Nhỏ vậy đó lớn lên xấu quắc à. Tại nhỏ thôi lớn lên xấu quắc à. Chị Ngân ơi, chị Ngân ơi. Ở gần mẹ con cho chị Ngân hết luôn. Lớn chút nữa. Cũng có người đặt hết rồi mà. Chị không có nói ở đây. Nó còn nhỏ. Nói nó nghe nó buồn. Tiền mà má ăn cháo hả? Cũng ơi cho ăn cơm cũng ăn. Ôi, một đêm chị lao mấy lần á. Không thôi là nó đi lên nó đạp chứ anh. Còn mà lót dẻ nhiều quá thì nó ỉa đái ngày mai cũng dọn khùng luôn. Lớn lên xấu quá à. Còn nhỏ vậy đó lớn lên xấu quá à. Cưng không Ngân? Đó chơi với nhau đi vài bữa nữa khóc nè trời ơi mỗi lần biết ăn cứng rồi đó nói chung mà chị cho nó biết ăn rành luôn chị mới cho đi chị sợ nó về mình cho sớm quá em cứ nó về chỗ người ta tao không biết chăm á rồi nó tội nghiệp đó phải không.